đã biết anh yêu em yêu thật chân tình, cớ vì sao em lừa dối? Anh mắt xa xăm đang mơ về chốn nào, thế mà sao em còn vu vơ hoài? Có chết có thể có nói cùng tôi không yêu nữa, em muốn làm chi em ơi? Em về đi thôi rồi không còn chi, trong tim anh giờ đây lại sao vụt bay, ở từ xưa đã chết đã hết rồi tim yêu. Em về đi không buồn không giận đâu, không yêu nhau thì tôi sẽ thấy người ơi, khi yêu đừng nên dối trá trở nên vu vơ. Đã biết anh yêu em yêu thật chân tình, cớ vì sao em lừa dối? Anh mắt xa xăm đang mơ về chốn nào, thế mà sao em còn vu vơ hoài? Có chết có thể có nói cùng tôi không yêu nữa, em muốn làm chi em ơi? Em về đi thôi rồi không còn chi, trong tim anh giờ đây đã sắp vụt bay, ở từ xưa đã chết đã hết rồi tim yêu. Em về đi không buồn không giận đâu, không yêu nhau thì tôi sẽ thấy người ơi, khi yêu đừng nên dối trá trở nên vu vơ. Anh yêu em yêu thật chân tình, cớ vì sao em lừa dối? Anh mắt xa xăm đang mơ về chốn nào, thế mà sao em còn vu vơ hoài? Có chết có thể có nói cùng tôi không yêu nữa, em muốn làm chi em ơi? Em về đi thôi rồi không còn chi, trong tim anh giờ đây đã sắp vụt bay, ở từ xưa đã chết đã hết rồi tim yêu. Em về đi không buồn không giận đâu, không yêu nhau thì tôi chưa thấy người ơi, khi yêu đừng nên dối trá trở nên vu vơ. Em về đi thôi rồi không còn chi, trong tim anh giờ đây đã sắp vụt bay, ở từ xưa đã chết đã hết rồi tim yêu. Em về đi không buồn không giận đâu, không yêu nhau thì tôi chưa thấy người ơi, khi yêu đừng nên dối trá trở nên vu vơ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, thay mặt cho những người thực hiện chương trình vừa gửi đến toàn thể quý vị với ca khúc Đừng Lừa Dối của nam sĩ Lập Trường ạ. Trong lúc chờ đợi toàn thể quý vị đang lựa chọn cho mình những bản tình ca hay nhất để gửi đến cô dâu giới thiệu như toàn thể quý vị có mặt sau buổi tối ngày hôm nay, xin gửi đến toàn thể quý vị với nhạc phẩm